Xin chào bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị và các thành viên của group Ăn Ngon Nấu Khéo. Như các bạn đã biết thì Ngọc Dung đã giới thiệu là trong chủ đề lần này chúng ta sẽ thực hiện các món ăn liên quan đến thịt gà. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết thực hiện món ăn cùng với bếp trưởng Vũ Nguyên. Xin chào anh. Xin chào Dung, chào các bạn đọc. Ngày hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu đến các bạn món đó là súp gà hạt sen với đông trùng hạ thảo. Nghe tên thành phần thì gồm có là thịt gà, hạt sen và đông trùng hạ thảo. Đây có phải là ba cái điểm nhấn nguyên liệu của món ăn lần này không anh? Điểm nhấn nguyên liệu của món ăn đây là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì ở đây là Nguyên sẽ sử dụng là bông đông trùng khô chứ không sử dụng là con đông trùng hạ thảo. Nguyên sử dụng bông đông trùng khô này đó thì nó sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho tới người lớn tuổi là đều sử dụng được món ăn này. Dạ. Còn đối với hạt sen thì theo Dung biết là hạt sen cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đúng không anh? Đúng rồi, hạt sen thì ăn vào thì nó sẽ giúp mình đẹp da nè, chống lão hóa da nè. Nghe hai cái công dụng đó là Dung là thích rồi đó. Còn thịt gà, một nguyên liệu phổ biến. Gà thì nguyên liệu rất là dễ tìm ở ngoài các chợ. Thì ngày hôm nay Nguyên sẽ sử dụng món ăn này đó là đùi gà. Và đùi gà này là Nguyên sẽ phi lê ra, rút xương ra rồi nhồi hạt sen với đông trùng hạ thảo vào. Dạ, mời anh tiếp tục hướng dẫn cũng như là giới thiệu về những cái nguyên liệu cần thiết khác để thực hiện một món ăn chỉnh chu với súp thịt gà, hạt sen và đông trùng hạ thảo lần này. Thì để thực hiện món súp này đó thì Nguyên sẽ sử dụng là ức gà mà để hầm lấy nước dùng với một ít gừng, hành tây đó. Ăn kèm thì sẽ có là một ít cà rốt, hoặc là các bạn có thể là thay vào bông cải hay là các loại rau, xà lách son, cải ngọt. Thịt gà, bông đông trùng này thì Nguyên sẽ ngâm nước và để nấu chung với cái súp này luôn. Gia vị của mình thì chỉ đơn giản thôi và chỉ có là đường phèn, muối và bột thịt gà. Dạ, công đoạn chính của món ăn lần này mình sẽ có bao nhiêu thành phần công đoạn và mình có cần chỉnh chu hoặc là mình chú ý một điểm nhấn nào không? Thì công đoạn của món ăn này mình gồm có 4 bước. Bước đầu tiên thì mình sẽ là hầm nước dùng. Bước thứ hai là mình phi lê và nhồi nhân vào đùi gà. Bước thứ ba thì mình sẽ nấu và nêm nếm. Và bước thứ tư thì mình sẽ là bày trí món ăn. Dạ. Và bây giờ mời bạn đọc chúng ta cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết thực hiện cùng với bếp trưởng Vũ Nguyên. Rồi, và để thực hiện món ăn này đó thì đầu tiên mình sẽ phi lê thịt gà này ra. Bình thường mà ở nhà chúng ta nấu thì chúng ta cũng có thể là sử dụng gà nguyên con. Mà ngày hôm nay để mà cho món ăn của mình bắt mắt thì mình sẽ rút xương cái đùi này ra. Rồi, xương này thì chúng ta sẽ cho vào nồi nước lèo luôn. Có một ít xương ức gà để cho nước dùng của mình nó sẽ ngon hơn, ngọt hơn. Chúng ta sẽ cho vào nồi nước dùng một ít gừng, chắc lát. Một củ hành tây. Chúng ta sẽ cắt muối cao và cho vào luôn. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt nhỏ cái đông trùng hạ thảo này ra. Ta sẽ cho vào chén này.
hạt sen. Hạt sen ở đây thì Nguyên cũng luộc sẵn rồi, ta sẽ cho vô đây. Rồi, tiếp đến là chúng ta sẽ nhồi hết cái phần hạt sen với đồng trùng hạ thảo này vào cái đùi gà. Rồi, nhồi vào xong thì chúng ta sẽ dùng một cái dây buộc chặt chỗ này lại. Xong phần này thì chúng ta sẽ bỏ vào đây. Cà rốt. Mình có thể thay thế cà rốt bằng bông cải và các loại rau nha, rau cải ngọt. Thì cải ngọt mình sẽ bỏ sau cùng, còn ở đây Nguyên sử dụng cà rốt thì Nguyên bỏ thẳng vào đây luôn. Hạt sen Nguyên cho vào đây luôn. Và đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo ở đây thì Nguyên sẽ bỏ trực tiếp vào đây luôn, để cho đông trùng hạ thảo nó có thức dụng của mình, nó sẽ có màu. Lưu ý là chúng ta sẽ hất bọt thường xuyên nha, để cho nước dùng của ta trong. Và nấu này thì mình hầm ở lửa nhỏ thôi. Rồi, tiếp tục thì Nguyên sẽ cho gia vị vô luôn. Ở đây thì Nguyên sử dụng đường phèn, chứ không có sử dụng đường cát. Đường phèn thì để giúp cho món ăn của ta nó sẽ có vị thanh ngọt hơn. Một ít muối. Món ăn này là Nguyên hoàn toàn không sử dụng bột ngọt, tại vì xương gà với rau củ thì nó đã có chất ngọt rồi, cho nên là không sử dụng bột ngọt trong món ăn này. Một ít bột thịt gà vô. Thơm quá. Để mà sử dụng bột thịt gà, không sử dụng bột nêm đó, thì bột thịt gà nó sẽ giúp cho nước dùng của ta nó không bị đục và nó sẽ có mùi thơm hơn là hạt nêm bình thường.
Rồi thì sau 30 phút thì món ăn của mình đã hoàn thành. Còn nếu như ở nhà các bạn nấu đó thì các bạn là sẽ nấu thời gian càng nhiều thì cái nước dùng của mình nó sẽ càng ngon đó. Còn ở đây thì Nguyên chỉ nấu 30 phút thôi, tại vì Nguyên sử dụng một cái đùi gà nó bấy nhiêu thôi đó. Bây giờ Nguyên sẽ vớt đùi gà này ra và cho vào tô. Mình sẽ cho một ít nấm vào nữa để mà decor món ăn này cho đẹp. Cà rốt thì cũng chín rồi, mình sẽ gấp ra. Rồi, cho một vài hạt sen lên ha. Gấp một ít đông trùng nữa cho anh lên. Rồi ta sẽ cho nước vào. Rồi, vậy là sau 30 phút thì món ăn của chúng ta cũng đã hoàn thành. Các bạn thân mến, đến thời điểm này thì món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Các bạn thấy là màu sắc nè, và đặc biệt là Dung đang rất là thắc mắc, không biết là bí quyết từ bếp trưởng Vũ Nguyên như thế nào mà cái nước súp nó rất là trong. Thưa anh có thể chia sẻ thêm về việc này không ạ? Nước trong thì mình nấu súp thì mình xương mình sẽ trụng sẵn đó, mình trụng và mình rửa sạch đi, mình nấu, và trong khi nấu thì mình sẽ là nấu ở lửa nhỏ và mình sử dụng những gia vị mà nó không có tạo bọt để mà cho nước dùng của chúng ta nó sẽ có độ trong như ý muốn. Dạ, để mà sử dụng các nguyên liệu không tạo bọt thì chủ yếu là nguyên liệu nào và mình nên tránh những nguyên liệu nào? Thì Nguyên sử dụng là bột thịt gà một xíu thôi, muối với đường là ba nguyên liệu. Bột thịt gà, muối và đường. Như từ đầu chúng ta cũng đã giới thiệu đến các bạn, đó chính là nguyên liệu chính gồm có thịt gà, đông trùng hạ thảo và hạt sen. Thì để đông trùng hạ thảo và hạt sen nó tạo được cái công dụng tốt nhất thì theo anh là trong quá trình nấu á thì mình nên chú ý điểm nào ạ? Thì trong quá trình nấu á thì hạt sen mình nấu vừa tới thôi cho nó có độ béo, độ bùi và độ mềm vừa phải. Đông trùng hạ thảo thì mình nấu khoảng mà 30 phút rồi đó thì mình hãy thả vào đó, thì cái đông trùng hạ thảo mình ăn nó sẽ có độ giòn và cái nước dùng của ta nó sẽ có màu vàng cánh ván cánh dáng thì nó sẽ đẹp hơn và ngon hơn. Dạ, các bạn thân mến, thì đứng đây thì chắc hẳn là mọi người sẽ khó để mà kìm lại được cái cảm xúc là muốn ăn. Tại vì thực tế là màu sắc đẹp và cái vị thơm á, nó sộc lên cả mũi. Vậy là để mà thưởng thức trọn vẹn bữa ăn thì mọi người hãy bắt tay vào và thử thì mới có thể cảm nhận trọn vẹn được. Bây giờ xin phép mọi người chúng ta hãy cùng bắt đầu thưởng thức với Ngọc Dung nha. Rồi, để Nguyên lấy cho ha. Gà nè. Rồi, mời Dung. Dung có cảm nhận là cái vị ngọt thanh chứ không phải là ngọt gắt.
thì để tạo được vị ngọt thanh này thì mình nên sử dụng các loại gia vị như thế nào anh nhỉ? Để tạo được cái độ ngọt thanh đó thì Nguyên chỉ sử dụng đường phèn thôi chứ không sử dụng đường khác. Tức là một bí quyết nữa chính là đường phèn. Dạ. Như mọi người thấy thì cái món ăn này rất là đặc sắc. Và đối với mọi người không thích gia vị quá đậm đặc thì đây là một lựa chọn rất là hoàn hảo. Và thưa anh thì không biết là trong cái chuỗi các món ăn với chủ đề về thịt gà, ngoài hai cái món ăn đặc sắc mà chúng ta đã gửi đến thì sắp tới đây anh sẽ có một chút bực mí nho nhỏ nào về một món ăn để cho mọi người có thể là đưa vào trong thực đơn của mình nữa không ạ? Kỳ này thì cũng là thịt gà thì Nguyên sẽ sử dụng thịt gà để tạo lên một cái món salad. Còn món salad gì thì các bạn coi ở chương trình tiếp theo. Và sắp tới chúng ta hãy đón xem nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn bếp trưởng Vũ Nguyên đã hướng dẫn chi tiết đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.